Em sống một chiếc lọc nước National, mã của nó là TK8050. Dung tích loại lọc là 12.000 lít, hiện tại đang còn 17.500 lít. Chiếc này được trang bị 5 tấm điện cực nhé. Cho ra được 6 loại nước, 7 loại nước cả nhé. 7 loại nước này thì thứ nhất là nước trục tính 7.0 này, nước kiềm 1 8.5, kiềm 2 9 chấm, kiềm 3 9.5, kiềm cao là 10 chấm. Và ở nước kiềm 10 chấm này thì ta sẽ lấy được nước có độ pH là 3.0, tức là nước axit có độ pH 3.0 ở vòi nước thải nhé. Đây là ba vòi, thì vòi nhỏ này là vòi nước thải này, hai vòi này thì vòi cấp này, màu đen này, ở bên trong này có màu đen đấy. Và vòi còn lại đây là vòi nước sử dụng này, tức là sau khi điện phân xong thì nó sẽ ra nước này nhé. Và một loại nước nữa đó chính là nước nước hoa hồng có độ pH là 5.5. Đây. Nước này thì dùng để rửa mặt, tẩy trang rửa mặt. Đây là nước làm đẹp của chị em phụ nữ đấy. Đây là tất cả các mẫu nước mình đã test trực tiếp từ máy nhé. Đây. Trung tính 7 chấm này, 8.5 này, 9 chấm này, 9.5 này, 9.5 là nước mình uống thường xuyên. Kiềm mạnh 10 chấm này, axit 3 chấm này. Axit 3 chấm được lấy từ vòi nước thải của nước kiềm mạnh 10 chấm nhé. Nước pH 5.5 này, và đường nước thải của pH 5.5 sẽ ra nước kiềm có độ pH trên 10 chấm nhé. Một sản phẩm rất là đẹp nhé. Trải nhẹ lên nhé. Nguyên zin nguyên bản 100% nhé. Sử dụng điện 100V, hàng nội địa Nhật. Chúng ta cần sắm qua đổi nguồn nhé. Rồi, ok ạ.